căng nè. Trên đây là những cái thân mà các cái cây mà cái hình dáng là độc lạ luôn. Hello cô chú và các anh chị. Hôm nay thì Thêm Mì lại đi lại tiệm bán sen đá nha. Hôm nay thì thấy nhiều đồ về quá chừng luôn. Cây quá chừng luôn, cây nhỏ nhỏ nè. Hello girl. Hello, hello. Chị này chị thấy Thêm Mì rồi, mì lại đi tới đây là chị tới liền à, tại vì chị hửi người Thêm Mì có mùi con cúm. Hello girl. How are you? Chị đi theo Thêm Mì. Thêm Mì thấy nhiều đồ quá cô chú các anh chị ơi. Hôm nay là mấy cái cây này mới về nè. Bữa không thấy. Chị à, đây là những cái thân cây sen đá mà có cái thân là độc lạ. Ồ, cây sen đá có cái thân lạ cô chú các anh chị. Nay có nhiều cây này về nữa nè. Chỉ vì chỉ hửi cái chân của Thêm Mì nghe cơm cúng. Cây này 70 đô mà. Cái trái nhỏ này nè 50 đô nè. Lạ không? Rồi cái cây này ngộ ghê luôn nè. Cây này mà nó có cái thân mà ở đây mà ở trên nó lại xè ra. Hứ? Ngộ quá. Wow. Cái thân nè. Trên đây là những cái thân mà có cái cây mà cái hình dáng là độc lạ luôn. Hôm mình quay mình cứu các anh chị thấy không? Hôm nay trời nắng quay đẹp ghê luôn. Chủ đi qua Nhật rồi chắc về sẽ có nhiều cái loại lạ nữa. Rồi cái này giống nhìn cái bất cường. Ui cái này mới nè, cái này có màu đỏ màu đen nè, ngon chưa? Đẹp thiệt nha, cái này mới là bữa giờ mới thấy đó. Chị thấy con này mà nó tròn vo như trái bo vậy.
nhiều thứ mà cũng không có rẻ đâu nha, 60 đồng thôi nè. Cái này nhìn thấy giống cái cây màu hồng này. Mấy này lạ này. Cái này nó cao lên nè. Mình đi quanh đây nè, đây có nhiều cây lạ lắm. Lần đầu thấy mày mới nhìn thấy luôn á, cái hình dạng của nó. Hình dạng nó là nhiều lắm luôn, mấy cái cây này nhìn quá chừng. Trên đây là mấy cái đồ treo. Mày không biết là được kêu là cây gì nha. Cây này 80 con. Không nhận cái này, có biết bao nhiêu cây luôn ha. Mình không thể mà biết hết loại cây luôn. Trắng trắng rồi vô nó không có ra gai. Còn mấy cái này trên đây là nó có gai rồi. Mày thấy cái này lạ mà đẹp nè, gợn. Này giống như cây thông, còn cái cây này mới lạ nè. Này nó có hộp lên giống như là nhìn cái da của con mực vậy. Hôm nay thì mình quay chia sẻ của chú anh chị những cây sen đá mà nó có cái thân hình đó là quái dị. Cũng như chai màu chai bí nè. Rồi cái này còn lạ nữa nè.
nhiều. Thì đó hả? Thì đó là không phải 30 cây à, thì hành đếm sáng giờ có 30 cây à. Có một cây nó vậy cứng hơn gai. Ôi rồi gai đau quá hả. Ok rồi. Rồi. Gai đâm đau thiệt á. Rồi gai đâm đau. Rồi còn mấy cái thằng mà 5 cây, 10 cây bubi rồi là ship luôn đúng không? Cái này dễ thương. Rồi. Thức đinh ship rồi 56 cây. Rồi nó nghe nè, rồi còn cái gì nó quên này. 40 cây vú hay là 4 cây, tự nhiên tôi thấy có 4 cây à, xong rồi trong cái kia thì là 40 cây. Nhiều quá. Mười cái cây này bự. Giờ thêm mình phải đi lựa cây. Quá chừng luôn nè. Về nhiều luôn. Đây là nhiều nhất nhà ở đây ta đây luôn cô chú các anh chị. Lúc nào cũng có khách tới lựa đồ. Rồi hôm nay nó về nhiều cây lạ. Lạ thiệt. Người Mỹ người ta thích xài những cái chơi những cái cây gai này nè nha. Người Việt Nam mình không có thích, cái người Mỹ người ta thích lắm. Ở trong khu thay mì ở ta trồng những cái cây đó không.